Anh mua hoa đi ạ, hoa vừa tươi lại còn vừa đẹp này. Trời ơi. Ơi xe mai thế này, anh Toàn hot boy một thời. Cậu làm cái trò gì đấy hả? Mọi người ơi, xem này, anh Toàn hot boy một thời của làng tôi, bây giờ lại đi bán hoa này. Cậu có thôi đi không? Này, anh Toàn ơi, anh có thể bỏ tay xuống, nhìn vào màn hình và cho mọi người biết là anh trổ bóng từ khi nào được không ạ? Ok ạ. Cậu là Đức, em trai của Dương phải không? Đúng rồi đấy. Thì em sao? Anh định mách chị tôi à? Này, chị tôi bây giờ nhiều việc lắm, chức vụ rất là cao, thời gian đâu đi nói chuyện phiếm với anh. Cậu nói rằng Dương là một chức vụ rất cao sao? Đúng thế đấy. Ngày xưa chị tôi học giỏi, còn anh ấy không chịu học, bây giờ lại đi bán hoa. Vậy theo cậu, công việc bán hoa là một công việc đáng bị khinh thường như vậy sao? Ui, này, đấy là anh nói đi nhá, tôi không hề có ý đấy. Mà này, hay là anh năn nỉ tôi đi, tôi sẽ không về quê mách cho cả làng biết là anh đi lên đây bán hoa đâu. Nếu như cậu tới đây và không có ý định mua hoa ấy, thì mời cậu đi cho. Được rồi, tôi sẽ về quê bảo với cả làng anh lên đây làm thằng bán hoa lại còn bê đê. Ui ui này, anh nhớ đấy nhá. Cảm ơn Toàn đã giúp tớ trông hàng nhá. Nếu có phiền thì xin lỗi cậu. Không có gì đâu, Dương khách sáo thế. Trông tớ ngốc quá nhở. Chắc là khác ngày xưa lắm. Công nhận là rất khác ngày xưa. Lớp trưởng ngày xưa mà tớ biết ấy, luôn đứng đầu lớp, làm việc gì cũng giỏi cơ mà. Nhưng mà cũng 7 năm trôi qua rồi. Không ngờ là lại để cậu gặp lại tớ trong hoàn cảnh này. Tớ cũng không ngờ mình lại thành ra thế này. Không, ý tớ không phải như vậy đâu. Chờ tớ một lát nhé. Dương ơi, hôm khác gặp lại rồi mình nói chuyện nhé. Bây giờ tớ có việc gấp phải đi rồi. Định đi luôn á? Thôi ở lại đây chơi đi, tớ mời cậu uống nước. Để khi khác nhé. À mà Dương này. Mà thôi, không có gì đâu. Bye bye. Chị, lần này chị giúp bọn em nhé. Bọn em nghiêm túc muốn kinh doanh. Chị biết hai đứa khởi nghiệp kinh doanh là tốt, nhưng mà số tiền đó thực sự rất lớn. Chị ký bò nó vừa thôi. Chẳng phải chị vẫn bảo với em là chị công việc ổn định, kiếm ra tiền. Em chỉ muốn mượn chị một khoản tiền nhỏ để bọn em kinh doanh. Sau này thành công thì bọn em gửi lại. Có bùng đâu mà chị sợ. Anh bình tĩnh đã. Mình từ từ giải thích cho chị ấy cũng được. Chị, coi như lần này bọn em năn nỉ chị. Lần này là bọn em nghiêm túc thực sự luôn. Chị ơi, công ty đó rất uy tín. Lần này anh Đức mà đầu tư vào đó thì chắc chắn chỉ có lời thôi chị ạ. Nhưng mà thật sự là dạo gần đây chị có gặp chút khó khăn. Chị không muốn giúp thì cứ bảo là không muốn giúp. Chị sợ sau này bọn tôi giàu rồi, người ta sẽ coi trọng bọn tôi hơn chứ gì. Chị ích kỷ lắm chị Dương ạ. Khốn khiếp. Tại sao cậu dám nói với chị mình như vậy hả? Này, chuyện của chị em tao liên quan gì đến mày? Cái thằng thất học bán hoa ngoài đường. Tôi thà bán hoa còn đỡ hơn cái loại cậu chỉ biết vòi vĩnh bám váy chị của mình thôi. Mày Toàn, sao cậu lại đến đây? Sao vậy? Tại sao cậu phải nói dối với công việc của mình? Toàn, cậu đừng nói nữa có được không? Chị có chuyện gì giấu em à? Không, không có chuyện gì đâu. Không có vấn đề gì cả. Em đừng suy nghĩ gì nhiều nhá. Mình còn có việc, anh nhớ không? Được rồi. Chị mà không giúp tôi sẽ đi vay nặng lãi để chúng giết tôi cho chị vừa lòng. Anh đừng sợ em nữa.
chị à? Em đến rồi đấy ạ, em đang ở dưới nhà đây, chị xuống nhận hàng đi ạ. Cố lên. Giao nốt 5 đơn hàng nữa thôi, mình sẽ tự thưởng cho bản thân một ổ bánh mì full topping. Chào cậu. Dương, Dương, cậu sao đấy? Dương, tỉnh lại đi, Dương. Cảm ơn cậu. Hôm đó mà không có cậu thì chắc bây giờ tớ xong luôn rồi quá. Thế cậu định làm việc đến chết thật đấy à? Tớ không biết. Chỉ là bây giờ tớ thấy tớ vẫn chịu được. Toàn này, cậu và tớ vẫn là bạn tốt chứ? Tất nhiên rồi. Cậu hỏi vậy là có ý gì? Cậu đừng nói cho Đức biết công việc hiện tại của tớ nhé. Tại sao lại phải nói dối chứ? Tớ... Thì ra tình xấu của Đức là do cậu mà ra. Tớ... Chuyện này cậu không hiểu được đâu. Tớ hoàn toàn không đồng ý cho sự dung túng của cậu đâu. Thế cậu định làm việc cực nhọc đến suốt đời để nuông chiều cái thói hư tật xấu của Đức à? Tớ... Chị bệnh à? Đã đỡ chưa? Chị không sao đâu. Chỉ cần mai là chị khỏe ngay ấy mà. Chị còn nhiều việc phải làm lắm. Thế còn cái số tiền mà em nói với chị ấy, chị đã có chưa? Chắc là sắp có rồi. Bấy lâu nay Dương đi bán hoa ngoài đường, cũng đông khách mà. Toàn. À, có vẻ buổi tối thì có vẻ vắng khách hơn. Đâu đó khoảng hơn chục khách thôi. Cái gì? Chục khách mà lấy ít á? Là người hay là quỷ mà ghê thế? Thì đừng bán hoa thôi mà. Lời lãi được bao nhiêu đâu chứ? Chị Dương này, trông chị yếu ớt như vậy mà sung sức quá nhở. Chị hay đứng đường ở chỗ nào để em dẫn khách cho? Đứng đường? Cái gì? Dẫn khách á? Ý em là sao? Không. Ý em là chị hay bán hoa ở chỗ nào để em dẫn khách qua. Tại vì em có mấy người bạn cũng thích hoa lắm. Thì ra chị bán hoa ngoài đường thôi đúng không? Chuyện này là sao? Có đúng sự thật là như vậy không chị? Đúng. Đúng là chị chỉ bán hoa dạo ở ngoài lề đường thôi. Chị đã làm rất nhiều công việc, nhưng mà không có việc nào cao sang như em nghĩ cả. Rồi ạ. Thế mà tôi cứ tưởng chị đúng thật là. Nghèo mà không biết phấn đấu đi, còn cố tỏ vẻ làm chi không biết, phải mất mặt ra. Đồ ăn cháo đó bác. Cậu có biết không? Tất cả những đồng tiền mà cậu tiêu ấy là nhờ Dương cực khổ bán những bông hoa đó mà có được đấy. Cậu nhìn lại cơ thể mình đi, từ trên xuống dưới toàn là đồ hiệu thôi. Thế cậu nghĩ rằng đồ hiệu ở đâu mà ra? Này, tôi ai bảo chị ấy luôn tỏ ra là người có tiền làm gì? Không phải do tôi đâu có ép, là do tự chị ta làm vậy. Thôi được rồi, nếu cậu đã kiên quyết như vậy, tôi có một giải pháp cho cậu. Giải pháp gì? Anh nói đi. Số tiền mà cậu muốn, tôi có thể cho cậu vay được, nhưng mà với một điều kiện. Điều kiện? Thôi được, anh cứ nói điều kiện đi. Điều kiện là từ nay về sau, cậu không được phép xin xỏ bất cứ thứ gì từ Dương nữa. Phải công nhận là tẻ của thằng Toàn lắm tiền thật đấy. Thế mà hôm trước anh bảo nó là thằng bán bông bán hoa này kia cơ đấy. Thì anh chỉ chọc nó chơi thôi. Mà anh cứ thẻ em giữ đi. Bên kia họ bảo giao tiền, em còn đưa cho họ luôn. Cái dự án đấy nhiều người muốn bỏ vốn lắm. Nếu mà mình bỏ lỡ chắc tiếc lắm đấy. Em nói cũng đúng. Người yêu anh giỏi thật đấy. Đây. Anh yên tâm, em sẽ rất thật cẩn thận nhá. Bây giờ em có hẹn với bạn rồi, em đi về trước nhá. Hôm sau thì em dẫn anh đi ăn bù nha. Okay. Sau hôm nay em bảo là đi với anh cơ mà. Thì bạn thân của em thất tình, tội nó lắm. Thôi, anh cho em về với nó nhé. Em về trước đây, bye anh. Hôm sau gặp nhé. Em đi đi.
đúng là người yêu của mình. Đáng yêu. Mẹ kiếp, mình bị nó chơi rồi. Hay là về nhà. Nhưng mà mình đã hứa là không xin tiền chị Dương nữa rồi. Có cái bánh mì mà cũng phải nhường nhau nữa. Anh đây còn không đủ tiền ăn bánh mì. Em ăn nốt đi. Chị đang nhạt miệng nên là không muốn ăn gì cả. Không, em không muốn ăn đâu. Chị đang ốm mà. Chị phải ăn thì mới có sức uống thuốc chứ. Em là con trai này, phải gánh vác giang sơn chứ. Chị ăn đi. Em trai của chị đúng là lớn thật rồi. Chị tỉnh lại đi. Em về với chị rồi đấy. Chị, em còn chưa kịp nói lời xin lỗi với chị mà. Chị ơi, chị tỉnh lại đi. Em ơi, em sẽ không đòi hỏi bất cứ thứ gì từ chị nữa. Em sẽ đi làm, kiếm tiền về cho chị. Chị ơi. Em nói thật sao? Chị tỉnh lại rồi. Chị không chết nữa, may quá. Em nói gì vậy? Không, em thấy chị tỉnh lại. Em mừng quá nên... Chị, em là một đứa em tồi tệ lắm đúng không chị? Đã tồi tệ, lại còn vô dụng nữa. Em hứa với chị, em sẽ đi làm, em kiếm tiền. Em muốn trả lại anh Toàn số tiền hôm trước mà anh ấy đã đưa em. Em lớn thật rồi. Chị rất vui vì em đã trở lại. Tất cả là tại chị. Tại chị nhu nhược nên là em mới thành ra như vậy. Chị xin lỗi. Thật sự em là một đứa em rất vô dụng đúng không chị? Đã vô dụng lại còn tệ hại nữa. Em hứa với chị, em sẽ đi làm kiếm tiền về cho chị. Thực sự em muốn gửi lại anh Toàn số tiền mà hôm trước anh ấy đã đưa cho em. Toàn, cậu đến rồi à? Tớ vừa đến, cậu đã khỏe chưa? Tớ đỡ hơn rồi. Hôm nay là ngày có kết quả kiểm tra sức khỏe của tớ. Bác sĩ bảo sao rồi? Kết quả xét nghiệm của cậu... thực sự là... Anh Toàn... Tớ không biết phải nói sao nữa cả. Kết quả xét nghiệm của cậu... không mấy khả quan. Ý cậu là sao? Bác sĩ nói rằng... cơ thể cậu bây giờ hiện tại đang không ổn. Có thể là... sẽ suy yếu rất nhanh. Không... không thể nào. Rõ ràng là... em thấy sức khỏe của chị gái em tiến triển rất tốt cơ mà. Cho nên bây giờ... cậu không được phép vận động mạnh. Hay là làm việc nặng gì nữa. Phải nghỉ ngơi. Tớ không phải đi kiếm tiền nữa mà. Sao có thể như thế được? Cậu không yêu bản thân mình à Dương? Thôi được rồi. Em sẽ tìm một công việc bán thời gian. Còn chị, chị hãy nghỉ ngơi cho đến khi nào sức khỏe hồi phục hoàn toàn. Em trai của chị lớn thật rồi. Thôi được rồi, không đùa với hai chị em nữa. Đây là kết quả xét nghiệm đây. Bác sĩ bảo rằng tình trạng của cậu ấy chỉ là bị suy nhược cơ thể do là làm việc cực nhọc trong một thời gian dài thôi. Không có vấn đề gì cả đâu. Bây giờ chỉ việc nghỉ ngơi như vậy là sẽ khỏe lại thôi. Sao? Sức khỏe bây giờ không phải lo rồi. Còn việc Đức đã bảo là vừa đi làm, vừa kiếm tiền, rồi lại còn vừa chăm cho Dương ấy, vẫn phải làm chứ nhỉ? Dạ, tất nhiên rồi ạ. Từ giờ chị gái em sẽ không phải làm việc cực nhọc nữa đâu ạ. Được, nếu như mà Đức muốn ấy thì có thể vào công ty của anh để làm việc. Công ty á? Rốt cuộc anh Toàn là nhân vật bí ẩn nào vậy chị? Anh Toàn chính là chủ tịch của công ty FVM. Công ty ở chỗ đầu đường mà chị hay đứng bán hoa ấy.
Ôi, anh ấy giỏi vậy á? Em xin hứa, em sẽ cố gắng để trở thành nhân viên chính thức của SVM. Tốt, có ý chí như vậy là rất tốt rồi. Nhưng mà Toàn này. Sao thế? Tại sao cậu lại tốt với chị em tớ đấy? Tớ nói với cậu rồi mà, cậu tốt với tớ và tớ tốt với cậu. Vì vậy chúng ta luôn là bạn tốt của nhau.